Listen up. It's time to make America great again. The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger. Quý vị trở lại với chương trình Thế sự thăng trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều, một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsa Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714 373 2437, 714 373 2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh gửi đến quý vị một bản tin với chủ đề là mặc Trung Cộng đe dọa. Tổng thống Trump chính thức thông qua luật trừng phạt liên quan đến Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 7 thông báo là ông đã thông qua đạo luật tự chủ Hồng Kông nhằm trừng phạt Trung Cộng và rút quy chế ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông liên quan đến việc Trung Cộng áp dụng luật an ninh với đặc khu này. Hồng Kông giờ đây sẽ được đối xử giống như Trung Quốc đại lục, không đặc quyền, không ưu đãi kinh tế đặc biệt và không xuất cảng công nghệ nhạy cảm. Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 7 vừa qua. Theo SCMP, đạo luật mà Tổng thống Trump vừa ký có các biện pháp trừng phạt cụ thể nhằm vào những nhóm người mà Mỹ cho là đã làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông, bao gồm cả các đơn vị cảnh sát đụng độ với người biểu tình và các quan chức phụ trách việc ban hành luật. Đạo luật cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các ngân hàng làm ăn với các chủ thể có liên quan đến việc ban hành và thực thi luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Thượng viện Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ xác định những tổ chức cá nhân nào sẽ bị trừng phạt. Theo SCMP, những cá nhân này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và bị phong tỏa tài sản trên lãnh thổ của Mỹ. Các ngân hàng bị trừng phạt thì sẽ bị phong tỏa tài sản do Mỹ nắm giữ, không được sử dụng các khoản vay từ bất cứ định chế tài chính nào của Mỹ và bị cấm thực hiện các giao dịch trong thẩm quyền của Mỹ. Trước đó, hồi cuối tháng 6, Mỹ đã chấm dứt xuất cảng thiết bị quốc phòng có nguồn gốc từ Mỹ tới Hồng Kông và từng bước áp đặt những hạn chế tương tự đối với các công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng của Mỹ cho Hồng Kông như đối với Trung Cộng. Đồng thời, các quy định của Bộ Thương mại Mỹ vốn dành ưu đãi cho Hồng Kông so với Trung Cộng gồm các ngoại lệ về giấy phép xuất cảng cũng sẽ bị ngưng lại. Phản ứng trước việc làm này của Mỹ, Ủy ban Đối ngoại Đại hội tại đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Trung Cộng ngày 3 tháng 7 đã ra thông cáo cho rằng Mỹ can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Cộng và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cùng các quy tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế. Đồng thời, Trung Cộng hối thúc Mỹ ngưng can thiệp vào vấn đề Hồng Kông và đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ khai triển đạo luật tự chủ Hồng Kông. Và Trung Cộng ngày 30 tháng 6 chính thức thông qua luật an ninh mới áp đặt với Hồng Kông, bất chấp làn sóng phản đối từ người Hồng Kông và các nước Tây phương. Luật an ninh mới tăng cường khả năng kiểm soát của Bắc Kinh với Hồng Kông. Luật riêng của đặc khu thường do cơ quan lập pháp Hồng Kông thông qua, nhưng luật an ninh quốc gia đã thiết lập quyền tối cao lên luật cơ bản, vốn được coi như một tiểu hiến pháp trao cho thành phố một số quyền tự do nhất định, cũng như quyền tự chủ, tư pháp và lập pháp. Luật an ninh quy định nếu xuất hiện khác biệt giữa hai hệ thống, luật của Trung Cộng sẽ được ưu tiên. Luật mới cũng đưa quan chức Trung Cộng lần đầu tiên tham gia vào bộ máy chính quyền Hồng Kông. Và thưa quý vị, cái điều này là có rất nhiều những phê bình ra họ nói về vấn đề này một cách khác nhau, tức là mỗi người sẽ có nhận định cũng như là phê bình khác. Và nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu. Có nhiều người họ thương cảm cho Hồng Kông, họ nói nếu mà chính phủ Mỹ mà làm như vậy thì rất tội nghiệp. Vấn đề nếu mà trừng phạt Hồng Kông rồi lung tung họ nói. Nhưng mà cái vấn đề cốt lõi mình phải hiểu là Hồng Kông vẫn thuộc về đất nước của Trung Hoa, của Trung Cộng. Cho nên tức là cái hòn đảo Hồng Kông, hòn đảo đó chỉ có là cho nước Anh thuê 99 năm và khi trao trả lại thì có một cái điều kiện ở trong đó là Hồng Kông sẽ được hưởng một cái nền gọi là tự trị một quốc gia hai chế độ cho đến 50 năm từ khi mà ngày trao trả năm 1997, 20 năm sau mới bắt đầu hoàn toàn thuộc vào tay của Trung Cộng. Nhưng mà quý vị biết là bọn Trung Cộng nó đâu có chờ đợi được và nó đâu có để đúng cái ngày đó nó mới thực hiện đâu. Tại vì tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay Trung Cộng. Thành thử ra Hồng Kông có làm gì đấy chứ, nhưng mà với một điều là tại vì có nhiều người họ lại còn nói là tại vì Trung Cộng nó dở quá, nó làm đúng là thật, nó không biết là đây là vấn đề là tại vì nó tham lam và nó nghĩ rằng nó không coi thế giới là gì, thành thử ra nó vi phạm luật pháp tức là tự nhiên. Và quý vị biết là tất cả những quyền lợi, những cái đặc quyền của Hồng Kông về vấn đề kinh tế mà do bây giờ Tổng thống Trump đã rút lại hết và không có ấy, tức là để thật sự là để trừng phạt bọn Trung Cộng thôi. Quý vị biết khi mà cái luật an ninh này được trước khi luật an ninh này mà được Tổng thống Trump đã ký, xin lỗi quý vị, luật này là do tụi Trung Cộng nó ký và Tổng thống Trump đã ký kết một cái đạo luật để mà trừng phạt Hồng Kông đó, thì những người giàu có, những người mà nắm quyền sinh tử gọi là cái nền kinh tế Hồng Kông đó, họ đã đi rồi, họ không còn đó, chỉ còn lại những dân nghèo thôi. Tất cả có những người mà những tỷ phú tị nạn ở bên Mỹ, ở bên các nước Âu Châu, họ cũng đã lên tiếng. Và quý vị biết là nếu như Tổng thống Trump không làm như vậy, một vấn đề, bất cứ một vấn đề trừng phạt một nước nào, hoặc là khi mà Mỹ mà đứng ở một trong cái thế gọi là phải cầm cân nảy mực đó, thì cũng phải chọn lựa đúng thời cơ và thời điểm. Trường hợp này khi mà Tổng thống Trump ký một cái đạo luật này để thông qua vấn đề trừng phạt Hồng Kông như vậy, thì tức là đã trừng phạt thẳng với bọn Trung Cộng, là bởi vì người ta nói tụi Trung Cộng bây giờ nó muốn lấy 480 tỷ của Mỹ Kim của Hồng Kông. Nó khi mà cái luật an ninh mà nó ra như vậy, nó làm nhiều cách bắt bớ tội phạm và tất cả mọi thứ là chèn ép Hồng Kông thôi. Và khi mà Mỹ mà đã ra cái lệnh mà trừng phạt như vậy thì thiệt thòi cho Trung Cộng là nhiều. Rồi quý vị biết khi mà buôn bán, Hồng Kông được bao nhiêu đặc quyền thì Trung Cộng nó hưởng bấy nhiêu. Đó tại vì hàng hóa của Trung Cộng nó sẽ đem qua Hồng Kông, nó coi như là nó sửa lại hết, made in Hồng Kông thì vào Mỹ một cách dễ dàng và nó sẽ lợi dụng rất nhiều. Quý vị thấy là những người Tàu, chúng ta không cần biết người Hồng Kông hay người Trung Hoa đại lục hay là người gì đấy chăng nữa, miễn là họ qua đến được đến Mỹ, họ luôn luôn xem Mỹ như là một cái, nghĩa là họ như là kẻ thù, họ không bao giờ nghĩ mà làm lợi cho nước Mỹ cả. Mọi hình thức ăn cắp tình báo rồi tất cả mọi chuyện đều là có hại cho nước Mỹ và giúp cho đất nước của họ. Cho nên không có nước nào, không có vị tổng thống nào dám trừng trị thẳng tay bọn Trung Cộng giống như Tổng thống Trump. Và đó cũng là một cái điều quan trọng, một cái điểm như là vững chắc nhất để cho những người mà đang ủng hộ Tổng thống Trump, họ cảm thấy họ rất hài lòng và họ cảm thấy là thật ra chúng ta không mong gì là Tổng thống Trump phải diệt Trung Cộng cho Việt Nam, cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà khi mà Trung Cộng nó suy yếu mà tất cả mọi chuyện trên cái chính trường quốc tế, Trung Cộng nó suy yếu thì chẳng những không phải là Việt Nam không thôi, mà tất cả các nước khác đều được hưởng, là bởi vì bọn này nó đi đến đâu là nó gieo rắc đau thương, là khốn khổ cho tất cả những người dân trên thế giới. Tụi nó gian manh lắm, thành thử ra nếu mà trong thời gian 8 năm ngắn ngủi mà Tổng thống Trump không được 4 năm kia té rớt, bây giờ chúng ta không biết là tụi nó bây giờ nó chưa sao cả, nó vẫn còn vùng vẫy được. Mà nếu mà không chặt thêm tất cả những điều mà chúng ta biết được từ khi có Tổng thống Trump lên, đã vạch ra hết mọi chuyện là nó gian manh như thế nào và nó như thế nào, nó làm sao. Trước khi mình chỉ cảm nhận được và chỉ thấy nghe nói trên vấn đề tin tức, giống như là nói cho qua chuyện, giống như là như một cơn gió thoảng thôi. Mình biết là nó ăn cắp, mình biết là nó là có tình báo ở đây, nó lúc nào nó cũng mua bán một cách bất hợp pháp, rồi làm tất cả những chuyện không có lợi cho nước Mỹ. Nhưng nói xong, nghe xong, tay này lọt qua tay kia rồi, có ai đứng ra để mà trừng trị, để mà đòi hỏi lại công bình cho nước Mỹ không? Ngoài Tổng thống Trump ra. Thành thử những người mà hiện nay đang phê bình, những nhà phê bình người Mỹ mình không nói, mình nói đến những người Việt Nam ở đây, hãy suy nghĩ kỹ một chút khi mà chê bai Tổng thống Trump, đừng vì ganh tị, ghen ghét rồi những thành kiến không tốt đẹp với Tổng thống mà lên tiếng để mà chửi bới bất cứ điều gì Tổng thống Trump làm. Phương Thanh cũng như những người ủng hộ Tổng thống luôn luôn tin tưởng tất cả những điều ông làm là đều có lợi cho nước Mỹ. Cho nên mình cứ... Nghĩa là nếu mà quý vị có phê bình thì hãy suy nghĩ kỹ và phải chuyện rõ ràng trắng đen rồi hãy nói. Còn nếu không, bây giờ tất cả mọi chuyện bây giờ quý vị thấy Trung Cộng bây giờ nó ở trong một cái hoàn cảnh gọi là dầu sôi lửa bỏng, gọi là thiên tai ngập lụt rồi bệnh hoạn, dịch, bệnh rồi châu chấu, tất cả mọi thứ, ngay cả những con vật, những con cá, con khỉ, bất cứ con gì, cả những loài vật bây giờ nó còn nổi điên lên. Tại vì quý vị biết khi mà trời đất thay đổi, những con vật linh tính nó rất cao, nó sống như điên loạn vậy. Là quý vị biết là một đất nước mà khổ, nghĩa là đến nỗi mà thiên tai nhiều như vậy, thiên tai rồi nhân họa nữa, thì chúng ta hiểu được là cái chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay nó đã đến thời kỳ gọi là mạt vận rồi, không còn có thể cứu vãn được nữa. Thì đây là một chuyện quý vị biết, những các nước khác, những người mà nước Anh, các nước mà bây giờ đang nước Úc nhận những người mà Hồng Kông qua, thứ nhất là người ta đã có những cái gọi là người ta là citizen, người ta là của nước Anh rồi, có gọi là quốc tịch rồi, và họ nhận những người đó là toàn là nhận những chân thành phần có học, những thành phần trí thức để đi sang đó. Đâu có phải họ lên tiếng họ bảo vệ như vậy, tức là họ bảo vệ những cái người mà hiểu biết và những người mà đã để có thể làm lợi cho nước của họ, chứ đâu phải họ nhận vào để họ làm, để mà họ để cho tàn phá đất nước của họ đâu. Cho nên thật sự chỉ có nước Mỹ này thôi, tức là ai cũng muốn, dân nước nào cũng muốn nhào vào để mà hưởng lợi của Mỹ và để hại nước Mỹ thôi. Và ngay như hai cái tên mà tên Cảnh Sảng cũng như Hoa Xuân Oánh là hai phát ngôn viên của Trung Cộng đó, nó chửi Mỹ ra rả mỗi ngày, lúc nào nó cũng lên án Mỹ hết, nhưng mà nó cho con nó sang Mỹ để học. Toàn bộ những cán bộ cao cấp của Trung Cộng, cán bộ cao cấp của Việt Cộng, nó chửi suốt ngày chửi Mỹ, nhưng mà nó đẩy con nó qua đây hết. Nó nói rằng nó chửi Mỹ là một công việc phải làm, nhưng mà vấn đề nó đưa con nó qua đây tức là cách để nó sống. Quý vị thấy rõ ràng nước Mỹ này đâu phải là một cái nhà từ thiện, hoặc là đâu phải là cô nhi viện để mà nó có thể đẩy con nó qua, nó muốn làm gì làm. Rồi nó dùng những cái đứa con đó, những cái đời tổng thống trước, khi nó qua đây được rồi nó vào quốc tịch, nó sẽ gọi là bảo lãnh cho gia đình dòng họ nó qua đây, rồi nó bắt đầu nó chiếm đóng nước Mỹ, rồi nó phá, rồi nó tàn. Mỗi một lần mà nước Mỹ này mà có một cái gì mà gọi là có một cái gì mà nó không đúng xảy ra, tất cả những cái chuyện mà phản đối rồi gọi là lên án rồi làm tất cả mọi chuyện đó, không bao giờ mà thiếu bàn tay của Trung Cộng nhúng vào, và quý vị biết điều đó. Cho nên chúng ta mới thấy được là Tổng thống Trump, tại sao người ta cứ đặt câu hỏi là tại sao nhiều người ghét ông Trump như vậy. Phương Thanh đọc ở trên bản tin ấy, thế họ nói này, đến giờ phút này dịch bệnh lan tràn như vậy, tại sao ông Trump không biết xấu hổ mà từ trước đi, mà đến giờ này vẫn còn bám vào chức tổng thống. Mấy người đó thật là đúng là đầu óc họ, phải nói là nó toàn là giống như đầu óc như đầu tôm vậy đó. Thành thử họ nói chuyện vấn đề mà dịch bệnh này đâu phải là Tổng thống Trump có thể làm ra được, mà bọn Trung Cộng là bây giờ tất cả mọi bằng chứng được đưa ra, những người mà gọi là đào thoát, nó là trốn thoát từ ở bên Trung Cộng họ sang, họ sẵn sàng để mà làm chứng đó là do Trung Cộng tung ra để mà hại nhân loại, hại thế giới này. Tổng thống Trump đâu phải là thượng đế đâu mà có thể ngăn ngừa được, mà có thể biết được chuyện đó làm. Mà đấy là nước Mỹ này đã quá đối xử và hành xử quá tốt đẹp đối với người dân của mình rồi, và chúng ta vẫn cầu nguyện được Tổng thống Trump có thể có đủ bản lãnh để mà lèo lái đất nước này. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự thăng trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Listen up. It's time to make America great again.